chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong phần này Phương Anh sẽ trình bày cùng quý vị những cuộc nội chiến tranh giành ngôi thứ trong lịch sử nước ta dưới thời hai vua Ngô Vương Quyền và Đinh Bộ Lĩnh, những vị vua tài giỏi trong lịch sử của nước ta. Kính thưa quý vị, khi Ngô Vương lâm bệnh nặng, có di chúc giao cho Dương Tâm Kha trông coi con mình. Nhưng Ngô Quyền vừa mất, Dương Tâm Kha lên cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Ngô Sương ngập sợ, chạy về Nam Sách Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Tam Kha lấy con thứ của Ngô Vương là Sương Văn làm con mình. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Sương Ngập. Lệnh Công sợ bèn giấu Sương Ngập trong động núi. Tam Kha biết lại đòi bắt nhưng rốt cuộc vẫn không bắt được. Vào năm 950, Tam Kha sai Sương Văn và hai chỉ huy sứ họ Dương, họ Đỗ đem quân đi đánh hai thôn Đường Nguyễn ở Thái Bình. Đến Từ Liêm, Sương Văn bảo hai sứ rằng Bình Vương tự làm việc bất nghĩa, cướp ngôi của anh em ta, tội không gì to bằng. Nay lại sai bọn chúng ta đi đánh ấp không có tội, may mà đánh được thì thôi, nếu họ không phục thì làm thế nào? Hai sứ đều nói, xin theo lệnh của ông. Sương Văn nói, ta muốn đem quân quay lại đánh ấp Bình Vương để khôi phục cơ nghiệp của tiên vương ta, có nên chăng? Hai sứ đều trả lời là nên lắm, bèn quay về đánh ấp Tam Kha. Mọi người muốn giết đi nhưng Sương Văn can, Bình Vương đối với ta có ơn, sao nỡ giết? Bèn dán làm Chương Dương Công, nhân đó ban cho thực ấp, sau gọi là Chương Dương Độ. Vào năm 951, Sương Văn truất bỏ Dương Tam Kha lên ngôi vua, xưng là Nam Tấn Vương. Sai sứ đi đón anh là Ngô Sương Ngập về Kinh Sư cùng trông coi việc nước. Sương Ngập xưng là Thiên Sách Vương. Từ đó, Thiên Sách Vương chuyên quyền, Nam Tấn Vương không được giữ chính sự nữa. Hai vương do đó có hiềm khích với nhau. Vào năm 954, Thiên Sách Vương mất, vua Nam Tấn Vương lại giữ ngôi, sai sứ giả sang thỉnh mệnh vua Nam Hán là Lưu Xưởng. Lưu Xưởng cho vua Ngô làm Tỉnh Hải Quân tiết độ sứ. Sau đó vào năm 965, vua Ngô đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình. Từ thuyền đổ bộ lên, bị phục binh bắn nỏ trúng, chết. Con của Thiên Sách Vương Ngô Sương Ngập là Ngô Sương Xí lên nối ngôi, nhưng thế lực đã suy yếu nhiều, phải lui về giữ Bình Kiều. Các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận ấp để tự giữ. Ngô Sương Xí giữ đất Bình Kiều, Kiểu Công Hãn xưng là Kiểu Tam Chế chiếm Phong Châu, Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình chiếm Tam Đái, Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công chiếm Đường Lâm, Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công chiếm Đỗ Động Giang, Lý Khuê xưng là Lý Lãng Công chiếm Siêu Loại, Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Lệnh Công chiếm Tiên Du, Lữ Đường xưng là Lữ Tác Công chiếm Tế Giang, Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công chiếm Tây Phù Liệt, Kiểu Thuận xưng là Kiểu Lệnh Công chiếm Hồi Hồ, Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phong Ác chiếm Đằng Châu, Trần Lãm xưng là Trần Minh Công chiếm Bố Hải Khẩu gọi là 12 sứ quân. Vào năm 967, trong nước không vua chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trưởng, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con đến nương tựa. Minh Công thấy Đinh Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng mới nhận làm con nuôi, ơn yêu đãi ngày càng hậu, nhân đó giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác đều thắng được cả. Phạm Phong Ác đem quân về hàng, dưới triều nhà Đinh, Phong Ác làm thân vệ tướng quân. Khi Minh Công mất, gặp lúc người ở Đỗ Đồng Giang hơn 500 người đem quân đến đánh. Mới vào đến đất Ô Man thì bị người làng ấy là Ngô Phó Sứ đánh bại phải trở về. Đinh Bộ Lĩnh nghe tin, liền cất quân đi đánh vùng sông và động ấy, không bộ lạc nào không hàng phục. Từ đó, dân ở Kinh Phủ đều không phục theo về. Vào năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, xưng là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh ấp về Động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi, bày tô dân tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Đến năm 969, Đinh Tiên Hoàng phong con trưởng là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Vào năm 972, sai Nam Việt Vương Liễn đi sứ nhà Tống. Sau đó, năm 973, Nam Việt Vương đi sứ về, nhà Tống sai sứ sang phong cho vua làm giao chỉ quận vương. Liễn làm kiểm hiệu Thái Sư Tỉnh Hải Quân tiết độ sứ An Nam Đô Hộ. Mùa đông, tháng 10 năm 979, Chi Hậu nội thân Đỗ Thích giết vua ở Sơn Cung. Trước đó, Đỗ Thích làm chức lại ở Đồng Quan. Đêm nằm trên cầu, bỗng thấy sao xa rơi vào miệng, Thích cho là điềm tốt, bèn nảy ra ý định giết vua. Vào chiều, nhân lúc vua dùng yến tiệc ban đêm, say rượu nằm trong sân, Thích bèn giết chết, giết luôn cả Nam Việt Vương Liễn. Ngay sau đó, lệnh lùng bắt hung thủ ban ra rất gấp. Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc sai người bắt Thích đem chém, đập nát xương. Vua Đinh Tiên Hoàng thọ 56 tuổi, an táng ở Sơn Lăng Trường Yên.
Quý vị vừa xem lịch sử những cuộc tranh giành quyền bính và nội chiến trong nước ta dưới thời Nam Tấn Vương và Đinh Bộ Lĩnh. Trong chương trình tiếp theo, Phương Anh sẽ gửi đến quý vị lịch sử nước ta thời Tiền Lê. Kính thưa quý khán thính giả, trong mục đích nhìn lại lịch sử đất nước, Phương Anh cố gắng sưu tầm, tìm hiểu nhằm gửi đến quý vị những dữ kiện thu thập được. Chắc chắn những thiếu sót là khó tránh khỏi. Mong quý vị cùng góp ý kiến với hy vọng những thế hệ người Việt tiếp theo sẽ có được những tài liệu chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@fa.org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.